Chào các bạn, trong clip này tôi rất vui chia sẻ với bạn một cái hiệu quả của khách hàng thực tế khi sử dụng cái phù Thái Thượng Lão Quân này. Không chỉ thuần túy là hóa giải sát khí hay là giải sao hạn mà nó có rất nhiều cái tác dụng. Trước khi nói về cái hiệu quả thực tế mà một khách hàng chia sẻ thì tôi nói về việc xin hiệu quả. Không phải là khi mình chế tạo mình thích viết cái gì là mình viết, mà tôi liệt kê ra 50 mục để tôi xin sự linh ứng của Thái Thượng Lão Quân, và chỉ có những cái mục nào được thì tôi mới liệt kê ra. Thì chẳng hạn là ở đây tôi ghi những cái tác dụng chính, tức là khi mình xin thì linh ứng mạnh nhất, còn tất nhiên là còn có nhiều cái khác. Tuy nhiên là vì lúc mình xin thấy nó năng lượng kết nối nó không mạnh nên là tôi không ghi vào thôi. Tôi ghi những cái chính như ở trên trang web. Tôi ghi thứ nhất là cái tu thân. Cái này cũng có thể hỗ trợ chúng ta tu tập hay là học hành theo chính đạo. Lương thiện nhân ái, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, hỗ trợ thông linh, là kết nối tâm linh dành cho những ai mà tập linh phù hoặc là muốn kết nối với cõi âm thì sử dụng cái này cũng rất hiệu quả. Hóa sát, hóa giải các loại sát khí khi xấu, năng lượng tiêu cực, có nghĩa là khi mà có cái sát khí chiếu vào. Trong những cái thử nghiệm trước thì tôi lấy cái góc nhọn, mũi nhọn chiếu vào mình thì dùng cái này là cũng đẩy được cái sát khí ra. Cái thứ tư là trừ tà, trừ được tà khí, âm khí hay là tiểu nhân phá rối, có nghĩa là bạn sợ có vong lang thang vào nhà, bạn dán cái này ở cửa, hoặc là sợ người khác chơi xấu hại mình, chơi điểu thì bạn để cái này vào ví cũng có thể hóa giải được. Tiêu tài là hóa giải tai ương, tai nạn, vận hạn, có nghĩa là bạn mọi năm thì gặp sao xấu, vận hạn xấu thì thay vì đi giải hạn, các bạn chỉ cần để cái phù này vào ví là có hiệu quả rồi, chứ không phải đi các nơi để đọc, đi chùa này đi chùa kia để đọc, thì vì cái đấy nó cũng chỉ giải quyết về tâm lý chứ không giải quyết hóa giải hạn thực sự. Khứ bệnh có nghĩa là tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Trước đây vì không muốn dùng nhiều phù nên là cái tôi xin cái chức năng chữa bệnh vào ứng vào cái thiên linh phù này. Tuy nhiên là sau này thì để tăng sức khỏe thì tôi có những cái phù riêng, tất nhiên cái này vẫn có hỗ trợ tăng sức khỏe luôn rồi. Bảo mệnh có nghĩa là bảo vệ chân mệnh, chân khí, bảo vệ hồn phách, tức là những ai mà sợ bị vong nhập, vong phá thì cũng có thể đeo cái này vào người. Bảo vệ trẻ nhỏ, trẻ khóc đêm hay bị hờn quấy, trẻ bị tăng động, trẻ bị tự kỷ là dùng cái này để ở đầu giường là hoặc là để trong cái ba lô của trẻ là cũng hỗ trợ được rất nhiều. Và hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý thần kinh này. Thiên vô kỵ có nghĩa là giải trừ những cái cấm kỵ và thần sát xấu khác. Thì đấy là những cái tác dụng cơ bản của Thái Thượng Lão Quân Thiên Linh Phù, năng lượng rất là mạnh. Thì ở đây tôi chia sẻ thêm một cái câu chuyện, một cái tin nhắn của một bạn chỉ gọi là theo dõi kênh YouTube thôi, thì các bạn thấy hiệu quả thì bạn có chia sẻ lại với tôi. Rất là dài các bạn. Trước em có đặt linh phù Thái Thượng Lão Quân đây, tức là bạn có đặt cái phù này cho ba em bị vong nữ âm theo đã lâu mà đặt ở trong tủ sắt. Mẹ em bảo ba đỡ hẳn, không gây gổ nữa nhưng vẫn khó chịu vì bị mất ngủ. 12 giờ sáng, tức là nửa đêm ấy, phải dậy một mình không ngủ được. Và đến một tháng trước thì mẹ lại cho lấy cái linh phù này, không để ở tủ nữa mà cho hẳn vào ốp điện thoại, thì ngủ được luôn tới sáng. Đấy các bạn nhé, tức là bình thường bất ngủ bị vong theo thì để tủ sát, chắc là đầu giường hoặc sát giường thì cũng đã đỡ, nhưng mà bây giờ cho vào ốp sau điện thoại. Tôi vẫn để sau ốp điện thoại.
thì ngủ được tới sáng, tức là không mất ngủ nữa. Bây giờ ba em đỡ hẳn này, nước da sáng sủa, không khó tính nóng tính như trước đấy chưa các bạn, tức là điều chỉnh cả tâm tư tâm thái. Nên là tôi cũng bảo là những ai mà khi mà tôi đưa cho cái linh phù hoặc là đưa cái vòng đeo ấy mà khai quang rồi thì tâm tính của người ta tốt hơn hẳn rất nhiều. Mẹ em kể đã đi nhiều thầy tốn hơn 100 triệu xem. Mẹ em kể đã đi nhiều thầy tốn hơn 100 triệu các bạn ạ, kể cả xem bói xem cúng để chữa cho ba mà mấy năm không hết các bạn nhé, thậm chí là có khi còn nặng hơn đấy, trong khi cái linh phù này chỉ có 750.000 mà hỗ trợ thay đổi tính cách rồi tăng sức khỏe ngủ tốt hơn đúng không? Nên là tôi mới bảo là đây xem bói cũng quẩy mất 100 triệu. Nên nhiều khi là ngay cả những cái lễ giải hạn, tôi mới nói là cái lễ giải hạn trong dân gian ấy, nhiều khi là tôi nói thật với các bạn là nhiều thầy là người ta cứ mua quyển sách về người ta đọc, nghe thì hay thôi nhưng mà thực ra là có hiệu quả đâu, có hiệu quả hay không người ta không thể biết được. Đấy, hiệu quả này là từ khách hàng phản hồi, đấy là điều rất tuyệt vời. Đây là cái linh phù mà tôi thấy khá ưng ý, và cũng nếu mà theo cái tỷ lệ tôi làm thì nhiều người cũng thích cái này nhất các bạn, rất nhiều người thích. Và cũng là nên để đằng sau, nhưng mà tôi vẫn nói là một cái điện thoại các bạn chỉ nên để được hai cái linh phù, hoặc là để trong một ví cũng tối đa là hai thôi các bạn, đừng để nhiều nó bị rối loạn các cái hiệu quả. Tôi thì hay vì mình hay tiếp xúc với âm vong nhiều nên là tôi phải để cái hộ thân này để đẩy sát khí. Cái này cũng hóa giải được các bạn nhé, nhưng cái hộ thân này thì hóa giải mạnh hơn đấy. Xong cái mình cần bổ sung ngũ hành hỏa thì mình cho vào đây hai cái. Bây giờ tôi còn đang phải cải tiến là vì tôi mỗi cái điện thoại có hai cái thẻ ra vào này, nó rất là vướng, nhét túi quần rất là vướng, nên là tôi đang còn phải đang cải tiến, là tôi đang bẻ bẻ tôi lấy cái chip để tôi gắn dính được luôn vào cái điện thoại này cho đỡ lằng nhằng các bạn. Và những cái linh phù ngay cả sau này tôi làm cả trong cái sinh cơ, đây là sinh cơ của một gia đình này, có bạn đặt cả bộ, một cái của vợ một cái của chồng sinh cơ cải vận thì cũng có một cái linh phù riêng. Bây giờ thì tôi đầu tư cho các bạn là để mỗi người cần một cái gì thì tôi sẽ làm cái sinh cơ đấy để cho hiệu quả hơn, mặc dù đây là cái chung nhưng hiệu quả rất là lớn. Đây là sinh cơ của tôi, vợ chồng tôi mới làm xong thì phải khai quang đủ 30 ngày thì mới chuyển cho họ. Thì bây giờ tôi sẽ lại làm một cái ví dụ, hôm qua tôi để cái ông người Nga chữa bệnh rồi, bây giờ tôi thử để cái này cạnh cốc nước. Mọi lần là tôi hay test cái này vì năng lượng nó rất mạnh đúng không, năng lượng rất mạnh thì để cạnh cốc nước là nó cao rồi thì chuyện bình thường. Bây giờ tôi sẽ lấy cái này để cạnh cốc nước. Đây là cái cốc nước lọc tôi mới lấy từ bình nước lọc cũng được khoảng 5 độ. Nên là tôi cũng vẫn kể cái câu chuyện là khi tôi chọn sư tổ ấy, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều mình nên chọn ai làm sư tổ, vì không thể mình cứ suốt ngày mình chọn rồi mình thay đổi. Tại vì tôi học thì cũng rất nhiều môn phái nhưng mà chọn ai làm sư tổ, nhiều người cứ chọn những người mới đang sống hoặc người đang vừa mới mất xong làm sư tổ, thì tôi mới bảo là cái hiệu quả làm chữa bệnh hoặc là làm trường sinh học của họ không cao, thậm chí toàn bị âm là thế. Vì nhiều khi là những người mới mất người ta năng lượng không có, thậm chí là chưa chắc đã có thật. Đây là hai cái cốc, nên là khi quyết định chọn tôi cũng ngồi suy nghĩ mãi, và tôi chọn đạo đức thiên tôn là thấy rất là chuẩn, khoảng 5 độ. Bây giờ tôi cũng để đằng trước này, cốc này tôi cứ để đây tí nữa tôi test.
bây giờ tôi sẽ chờ chờ 3 phút rồi tôi đo. Tôi đang tìm cách tôi bẻ để cái con chip này nó mà nó không bị gãy, vì ở đây nó nối bằng đúng một cái sợi dây đồng rất là mảnh và lại có keo, bây giờ mình bẻ không cẩn thận là nó gãy là nó hỏng luôn. Chip vạn năng để đi trong khu đô thị, vì mình có mấy chỗ cần đi bây giờ nhiều thẻ quá, trông thì có vẻ an toàn nhưng mà đi lại rất mất thời gian, rất lằng nhằng. Tôi sẽ bẻ cái viền trước. Bản chất chỉ là một cái con chip nhỏ và có những cái sợi dây đồng xung quanh thì nó kết nối với nhau, thế mà mở được cái cửa hai phép các bạn. Khi chọn các bạn biết tại sao tôi chọn là Thái Thượng Lão Quân không? Vì thực ra là rất nhiều lĩnh vực tâm linh, linh phù rồi khí công, khi tôi đi tập hoặc là tôi đi học ở bên Trung Quốc thì các trường phái đều xuất phát từ Thái Thượng Lão Quân hết. Kể cả tôi học khí công của ông Hồi Xuân Công của Trương Tam Phong thì cũng là bên đạo gia hết. Hoặc là ví dụ như cái sinh cơ này, sinh cơ này là của Trương Thiên Sư, cũng là một nhánh của đạo gia hết cả. Và riêng Thái Thượng Lão Quân có một đặc trưng là không có ngày mất các bạn. Như các cái trường phái tôn giáo khác thì các ông đều chết hết, có ngày mất, nhưng đây là theo truyền thuyết thì Thái Thượng Lão Quân là cưỡi trâu đi vào núi, đúng không? Đi vào núi rất là hay, có biết là mất hay không, không biết, mọi người có thể biết được. Thế nên là vẫn nói vui là biết đâu ông ngài vẫn còn sống, còn các trường phái khác là mất hết rồi, còn đây ngài vẫn còn sống. Có biết được mất lúc nào đâu, không biết tuổi, không biết tuổi mất. Đấy, được 3 phút rồi đấy các bạn. Vì cái này để tự nhiên không xin gì các bạn, tôi chỉ để cái phù để phát bình thường, lát nữa tôi xin các bạn thấy một sự kỳ diệu nữa. Đây tôi đo xem là bao nhiêu. Chưa lên được 45. 45 ở đây thì ra được đến đây gọi là 30 các bạn, nhưng thấy là mạnh các bạn nhé. Để cốc nước không mà để cảnh thấy được 30 có nghĩa là cũng là khá cao. Rất là tuyệt vời. Tôi vừa quay giờ vừa mới định quay thì bị gọi, có bạn gọi điện thoại nên mất, nên là tôi lại quay bằng máy kia. Và tôi sẽ thử một cái thú vị hơn, thú vị hơn là tôi sẽ cắm luôn cái cảm ứng nhiệt này xem là có thu được cái gì hay không. Sau cái điện thoại này của tôi là cũng có cái phù, nhưng mà đây là phù ngũ quỷ vận tài rồi. Chúng ta test sau, bây giờ test cái này đã. Test cái fly này nè.
ngược mặt ngược theo chiều này. Theo chiều này các bạn. Đây. Cho các bạn xem như này. Đấy. Xem cái này. Để tôi kê cao lên một chút. Đây nha các bạn này. Đây là cái phù này. Phù để cao hơn một chút. Tôi còn chưa bấm ghi. Đâu mất rồi. Đây là đang nhìn tôi. Nhìn tôi là bị nhìn ngược rồi. Như thế này. Như thế này mới đúng là nhìn mình. Đấy. Ghi này. Ghi hình này các bạn. Không biết là có phát hiện ra cái gì ở cái ghi hình này không. Để cho thấp xuống và cái phù này cao lên. Và bây giờ tôi để cái cốc nước. Cốc nước đầu tiên tôi uống mất rồi các bạn nhé. Đây là cốc nước. Cốc nước mới thứ hai. Đo lại đã. Không có gì nhé. Cốc nước lọc thứ hai không có gì. Và bây giờ thì như tôi nói là hôm qua, thực ra là sáng nay thì tôi đo cái clip chữa bệnh của ông người Nga, thì tôi phát hiện ra một cái rất hay là tôi sẽ mượn năng lượng của ngài Thái Thượng Lão Quân. Và cũng rất may là cũng đúng lúc có bạn ấy nói về tác dụng của cái linh phù mà giúp cho bố bạn ấy hết bị vong theo mà lại ngủ tốt hơn. Thì từ nãy tôi đã thử để cốc nước ở bên cạnh rồi và không có gì. Bây giờ tôi sẽ để vẫn cũng để cốc nước ở bên cạnh, nhưng mà tôi sẽ để cái này cao lên. Bây giờ muốn để cao lên thì tôi úp ngược thì sợ nó bị âm. Không biết là có bị âm không, tôi phải đo đã. Úp ngược thì nó hơi âm một tí, thôi kệ. Tôi úp ngược là mục đích là tôi để cho này nó cao lên một chút các bạn. Cao lên tôi để vào đây, không biết là có quay vào kia được không. Hình như là vào rồi. Đấy, tôi sẽ để như thế này. Và bây giờ tôi xin năng lượng nha các bạn này. Xin năng lượng. Để tôi ngắt clip vì tôi sợ là nhớ cái máy của tôi không lưu được. Xin năng lượng của ngài Thái Thượng Lão Quân. Và tôi không quay vào đấy, không truyền khí. Bây giờ tôi chỉ xin năng lượng từ ngài Thái Thượng Lão Quân truyền vào cốc nước. Tắt đèn đi để đỡ ảnh hưởng, nhỡ có cái nguồn năng lượng tâm linh nào đấy mà cái máy có thể ghi lại được thì càng tốt, đúng không? Như tôi nói, cái này thì cũng sẽ khó hơn một chút vì không phải là cái cơ thể sống để chúng ta lưu lại, ghi lại. Tuy nhiên là chúng ta cứ thử xem, không thử thì làm sao biết được. Như tôi có kể với các bạn là mình xin hoặc là tìm kiếm hoặc là xác định ai là sư tổ là điều rất quan trọng. Nhiều trường phái trước mà tôi có đo cho các bạn âm ý, thì tôi có nói là vì sư tổ, một là người ta đang sống thì sẽ không có năng lượng để trợ giúp đâu, hai là mới mất cũng thế. Nói chung những cái người cận đại thì sẽ không thể có cái nguồn năng lượng mà giúp cho mọi người có khả năng chữa bệnh được đâu. Nếu mà mọi người bảo là chữa được bệnh thì tôi nghĩ đây là ảo tưởng. Thì tôi đo toàn âm mà. Như là trước đây khi chọn sư tổ tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Và tôi quyết định chọn
thầy Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn, vì rất nhiều cái môn tâm linh khi tôi học ở nước ngoài thì đều khởi nguồn từ đạo gia, khởi nguồn từ thầy Thượng Lão Quân. Kể cả tôi lên núi Võ Đan tôi học Bùi Xuân Công, hoặc là như cái môn mà làm về sinh cơ của Trương Thiên Sư này cũng thế, thì cũng là khởi nguồn một nhánh từ đạo gia ra, nên là mình chọn thái thượng lão quân là chuẩn xác nhất. Vì ngay cả trong các tôn giáo thì các ông đều mất hết, nhưng mà trong các cái truyền thuyết của thái thượng lão quân thì ông cưỡi trâu đi vào núi chứ có nói là ông mất hay ông chết đâu, nên là nói vui là bây giờ ngài vẫn còn sống, đúng không? Thực ra cái niên đại, khi tôi xét niên đại để chọn sư tổ là tôi chọn cái niên đại của thái thượng lão quân là khá lâu đời, đủ có cái nguồn năng lượng hiệu quả để giúp ích cho chúng ta, và những cái truyền thuyết để cho thấy là thực sự hơn những ngài khác. Còn tất nhiên đấy là do mỗi người. Đây gần 3 phút rồi, tôi xin phép để tắt cái này trước. Tắt trước vì nó bị nóng máy. Đấy, được 3 phút rồi các bạn nhé. Thì tôi sẽ bây giờ đo. Tôi sẽ đo. Đấy, tuyệt vời không các bạn? Tôi xin năng lượng tâm linh mà cũng đẩy ra đây được 80 các bạn. Tuyệt vời luôn. Ra đúng cái, cũng ra đúng cái góc này 80, rất là tuyệt vời. Đấy là tôi xin một cách khoa học, là mình nhẩm trong đầu mình xin năng lượng của ngài Thái Thượng Lão Quân để truyền sang công nước, chứ tôi không hề làm theo cái tâm linh là mình thắp hương rồi mình làm lễ thế này thế kia. Tức là thuần túy là năng lượng khoa học, và tôi cũng không được giơ tay truyền khí hết các bạn nhé. Đấy mới là cái điều tuyệt vời. Tôi chưa kết thúc clip này vì tôi còn làm một cái thử nghiệm tuyệt vời nữa, là tôi không xin nữa mà tôi lấy cái đoạn quay vừa rồi các bạn, tôi lấy đoạn quay vừa rồi tôi truyền vào cốc nước. Tức là đây là lại qua một cái clip lưu giữ thôi. Lúc này thì chúng ta mới thấy là nếu mà vẫn có năng lượng nhé. Ở đây là tôi xin, đây này, tôi đang xin, tôi dừng lại đây. Tôi xin không mà được 80 như thế, và nếu mà từ đây truyền ra, đúng không? Tại vì giống như cái clip của ông người Nga là từ năm 80 đến giờ mà vẫn phát ra cái năng lượng mạnh như thế, thì đấy là một điều cực kỳ tuyệt vời. Với người bình thường thì các bạn bật lên, các bạn để cạnh cốc nước hoặc là để chiếu vào người mình là các bạn có một nguồn năng lượng tuyệt vời. Tuyệt vời rồi. Tuy nhiên là tôi muốn thử nghiệm, thử nghiệm về sức mạnh của đạo gia, nên là tôi mới phải test tiếp. Như tôi nói, tôi test để tôi cải tiến cái phương pháp truyền khí của mình. Đây, không cốc nước lọc chưa có gì. Bây giờ tôi phát để cho các bạn nhìn thấy luôn. Đây, cái chỗ đoạn tôi đang ngồi tôi xin này các bạn. Đấy, tôi để cốc nước ở đây nha các bạn. Tôi kê cao lên một chút. Đây là cái cục cục sạc.
tôi cũng không không chờ 3 phút đâu các bạn, tôi chỉ chờ một tí thôi. Vì để thử với test những người khác thì tôi để lâu hơn, còn với mình thì tôi cứ để 1 phút để mình phải đặt ra giới hạn, thách thức bản thân mình chứ để lâu quá thì cũng không được. Đây tôi bỏ cái phù ra ngoài. Đấy, tôi để tầm 1 phút thế thôi là tôi đo. Tất nhiên là để càng lâu thì hiệu quả nó càng cao, nhưng mà mình test nên là mình chỉ cần thế thôi. Test qua cái clip thu lại. Đấy, 1 phút lên được 60 rồi. Từ nãy là clip chính, tức là khi xin thực tế chính thì là quay lên 80, còn bây giờ là sau khi phát là lên được 60. Đấy, đúng cái ô 60. Thế là cũng là tuyệt vời rồi. Vậy có nghĩa là tôi đã biết cách cải tiến. Thực ra là tôi nói như thế là tôi diễn giải quá trình tôi làm để cho nó không tâm linh kỳ bí, nên là các bạn cũng có thể, ai học khí tập khí cũng có thể biết cách để cải tiến thôi, đúng không? Nhất là các bạn nếu mà cũng, tất nhiên mỗi người một chọn một sư tổ, tuy nhiên nếu các bạn có chọn Thái Thượng Lão Quân thì các bạn cũng có thể thử, có thể tập, cũng có thể để cái linh phù này, và các bạn cũng có thể để công đức để các bạn tập kiểm chứng, các bạn sẽ thấy một điều tuyệt vời, một điều cực kỳ kỳ diệu các bạn ạ, rất là tuyệt vời. Và qua cái clip này để thì tôi cho nói lại với các bạn, giới thiệu lại về tác dụng và hiệu quả của Thái Thượng Lão Quân Thiên Linh Phù, cũng như là các bạn có thể test ở nhà. Các bạn ai có cái phù này rồi hoặc là có cái tầm long nữa, các bạn có thể test kiểm tra để thấy một điều cũng tuyệt, cực kỳ tuyệt vời mà tôi vừa test cho các bạn thấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.